Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Chiếc xe mà hôm nay tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đó là chiếc Toyota Innova. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, mang cho mình là biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Chiếc xe này là xe của công ty quý vị nhá, công ty liên doanh. Hồ sơ đã cầm tay rồi quý vị ạ. Thì chiếc xe này được sản xuất năm 2017, xe mới chạy đâu đó là hơn 8 vạn. Đấy, chủ xe đi rất là giữ gìn, quý vị có thể nhìn lớp sơn bên ngoài còn rất là đẹp, rất là mới. Đấy, chủ xe đi giữ gìn. Đầu tiên đi về phần đầu xe, cụm đèn pha halogen rất là sáng. Chủ xe đi lốp này cũng mới thay, rãnh lốp còn rất là dày. Rãnh lốp này thì theo mình nghĩ thì nó vẫn còn phải đi được tầm 3 đến 4 vạn nữa. Mời quý vị đi một vòng quanh xe để xem chất lượng của một chiếc xe được sản xuất năm 2017. Đến nay là 4 năm rồi, xem là nó còn được thế nào. Đây là phần đuôi xe này. Đây là phiên bản 2.0e số sàn quý vị nhá. Đấy, tất cả các chi tiết này còn rất là đẹp, còn rất là nét. Chúng ta là chủ xe đi rất là giữ gìn quý vị ạ. Đây, cốp cho quý vị xem. Hàng ghế thứ ba khi gập lên thì cốp rất là rộng rãi, rất là rộng, rất thoải mái, để được khá là nhiều đồ. Đấy, quý vị có thể xem những ốc của chiếc xe này còn rất là đẹp, nguyên zin luôn, nguyên zin của nhà sản xuất quý vị nhá. Sau đây là đi vào phần nội thất. Nội thất của chiếc xe rất chất lượng da rất là tốt. Các chi tiết của phải nói là nơi đồng cối đá mà. Toyota từ trước đến nay thì luôn được coi là một trong những dòng xe gọi là bền nhất trong phân khúc của mình. Thực ra là để mà nói thì nó cũng chả có gì để mà hỏng quý vị ạ. Tất cả những chi tiết này. Đấy, còn rất là đẹp. Vô lăng này rất là nét, đây là cần số này. Một chiếc xe đi nhiều hay đi ít ấy, thì quý vị có thể nhìn vào cái vô lăng và cái cần số này để biết cái độ mòn của nó này gần như là không nhiều lắm. Đấy, còn rất là đẹp. Đấy, quý vị có thể xem qua tất cả các chi tiết. Đây, sau đây là mời quý vị và các bạn đi đến phần trái tim của chiếc xe, phần động cơ. Đây, trái tim của chiếc xe, động cơ 2.0, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Tất cả các chi tiết đều còn nguyên bản nhá, từ ốc cabo này, ốc chân máy này, và các chi tiết còn rất là đẹp, rất là mới. Xe thì cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này tất cả các chi tiết là nguyên bản, chưa đâm đụng, chưa ngập nước gì. Bao quý vị check test hãng thoải mái. Đấy, quý vị có thể xem tất cả các chi tiết đều là nguyên bản hết. Trên đây là những gì tôi muốn giới thiệu các bạn về chiếc xe này. Thì chiếc xe này hiện tại đang được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 505 triệu có thương lượng nhé. Thì cửa hàng của chúng tôi ở số A5 Linh Núp, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Quý vị các bạn có nhu cầu thì hãy nhấc máy lên, gọi vào số điện thoại bên dưới để được tư vấn kỹ hơn về chiếc xe này nhé. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.